Xin chào Nhật, xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác chiếc nồi cơm cao tần Nhật nội địa của hãng Panasonic trong cái lô hàng vừa về. Đây là cái chiếc nồi em vừa lấy trong một cái lô hàng rất là nhiều ra. Đấy. Chưa lau chùi gì cả các bác nhé, vẫn còn nguyên bụi Nhật nhưng mà tình trạng thì còn rất là mới. Đấy. Đây là những cái vết bẩn và cái này lau qua cái thì bóng loáng luôn. Đấy. Đấy. Một con nồi cơm cao tần Nhật 1 lít. Hãng Panasonic. Đối với nồi cơm cao tần Nhật thì các bác biết rồi, trước em bán rất là nhiều, nhưng mà đợt này thì bán hơi ít. Quay trở lại bắt đầu bán nồi cơm phục vụ các bác nhé. Đây là một cái con nồi cơm năm sản xuất 2016, đời rất là cao, mới. Thông số nồi, tem mát. Đầy đủ thông số các bác nhé. Điện 100V, 1100W. Tình trạng hình thức bên ngoài còn rất là đẹp, chất nồi còn rất mới, gần như rất ít dùng. Bên trong lòng nồi thì đẹp như mới tinh. Lòng nồi không có bong tróc gì. Bên ngoài còn rất là đẹp này các bạn này. Mạ đồng. Các bạn ý đây là nồi cao tần nhá. Đây là nồi cao tần nhá. Đây là những cái vết bẩn em chưa vệ sinh. Thấy nó đẹp quá nên phòng phục vụ các bác luôn. Đây, tháo này ra bấm vào đây. Đây, nắp inox nhé. Đây là nồi 1 lít các bác nhé, nấu được 1 cân gạo. Trên máy nồi thì có các chế độ nấu. Bấm này, chưa đóng nắp này. Đấy. Chế độ bắt đầu nấu nhé. Tắt này. Hẹn giờ này, hẹn giờ nữa, lại hẹn giờ ăn cơm các bác nhé, hai mức hẹn giờ. Chọn các chế độ nấu nhanh chậm khác nhau. Chế độ này hình như chế độ nấu nhanh này. Đặt. Lúc này hâm cơm này, hâm cơm các bác nhé, làm nóng cơm đấy. Đấy. Nhà bác nào mà đang vẫn dùng những cái nồi cơm của Việt Nam hay Trung Quốc hay bất kể một cái nào mà vẫn đang là nồi cơm mâm Nhật thì các bác nên chuyển sang cái nồi cơm cao tần này. Khi nấu nồi cơm cao tần thì cái chống dính của Nhật này nó hoàn toàn không bị cháy. Nấu xong thì các bác chỉ cần lấy rẻ, rửa bát, khua nhẹ cái là nó bong hết luôn. Đấy. Bong hết tất cả các cái cơm nhé, không cần phải lấy cọ cái gì cả. Chống dính cực tốt luôn, nấu không mất cháy, không tốn gạo. Kể cả các bác nấu một người ăn nhé, nấu một người ăn mình nấu nửa bơ gạo. Đấy, thì ăn vẫn là nửa bơ, không mất đi một hạt nào luôn. Không như những cái nồi cao tần, những cái nồi mâm Nhật. Nếu nấu nồi cơm mâm Nhật thì sẽ bị mất cháy. Đấy, nhưng nồi cao tần này không mất cháy. Một con nồi rất là đẹp, đời cao mới hiện đại. Đấy, nồi Nhật các bác lưu ý sử dụng điện 100V. Chiếc này em bán là 1 triệu, em để mã số 1 này. Giá có 1 triệu một chiếc nồi cơm này thôi nhé. Tình trạng còn rất là mới đẹp. Đồng hồ hiển thị này. Đấy, các bác lưu ý là nồi cơm Nhật nó phải dùng qua biến áp điện 100V. Nhà bác nào chưa có thì các bác phải sắm thêm riêng. Biến áp tự ngẫu tối thiểu dùng cho nồi cơm Nhật là phải 1500VA thì mới dùng được ạ. 1500VA các bác nhé. Đấy. Ở Việt Nam em đang bán hiện tại là 500.000, bác nào chưa có thì mình có thể mua luôn. Thì tổng bộ một nồi cơm này vào 1,5 triệu. Này. À, các bác có một chiếc nồi cơm cao tần của Nhật rồi. Nồi cơm cao tần Nhật các bác nhìn này, cái dây điện của nó nhá, cực mềm luôn, dây toàn bộ dây rút hết. Rút cho dây rút nhá. Này. Rất là đẹp. Làm những cái nồi này mà khi mà mới của nó bên thị trường Nhật thì nó bán tại siêu thị nó vào khoảng 5-7 triệu thì nó tùy từng model, như cái model này vào 5-7 triệu. Đây các bác có thể tra model này, SRHC105 Panasonic. Thì bây giờ có 1 triệu thôi, em bảo hành 1 năm luôn, các bác bảo hành như mới, tội gì mà phải mua những cái chiếc nồi cơm mới làm gì ạ. Có nhiều bác không biết, cứ gửi người nhà mua những cái nồi cơm này này ở bên Nhật về, tính về sách về Việt Nam rơi khoảng 7-8 triệu thì thực sự ra rất là lãng phí. Đối với những cái nồi cơm Nhật này thì nó rất là bền, mở bác nào mở bên trong ra rồi sẽ thấy cuộn dây đồng rất là tốt, mọi thứ linh kiện chuẩn chỉ.
Nó chỉ hỏng khi các bác cắm nhầm điện vào điện lưới 220V, còn nếu không cắm nhầm thì nói thật còn khớt đã hỏng được cái nồi cơm Nhật này. Các bác nào lấy chiếc này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.